nhìn rất là hấp dẫn phải không các bạn? Và các bạn nên nhớ là mình chỉ đổ trên bề mặt vậy thôi, mình không nên quấy nha. Nếu mình phần nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình là có ớt, tỏi và chanh. Đây là phần nước lọc, nước mắm và phần đường nha các bạn. Tỷ lệ như sau: 4 thìa nước lọc. Mình dùng cái thìa này để mình múc nha các bạn. Đây. Dùng thìa này nha để mình đong cho nó đúng liều lượng nha. 4 thìa nước lọc, 3 thìa nước mắm và 2 thìa đường nha các bạn. Đó là tỷ lệ chuẩn nha, các bạn nên nhớ nha, để mình pha phần nước cho nó ngon nha. Đây là phần tỏi và phần ớt mình đã băm. Mình băm 3 trái ớt và 7 nhánh tỏi nha bạn, 7 tép tỏi. Giờ mình bỏ tỏi vô cái dĩa nhỏ nha. Đây là phần chanh, chúng ta cắt miếng bỏ hột nha. Bạn bỏ dĩa luôn. Phần nguyên liệu của chúng ta đã hoàn thành. Phần tỏi băm, ớt băm, phần chanh các bạn thái ra. Giờ chúng ta tiến hành trộn nước mắm nha. Đầu tiên các bạn cho phần nước vào. Phần mắm vào. Các bạn nên nhớ là 4 nước, 3 mắm và 2 đường. Sau đó chúng ta vắt chanh vào. Cho độ nửa quả chanh thôi các bạn nhé. Một nửa trái chanh là được. Sau đó chúng ta trộn đều lên nhé. Với đều lên. Mình sẽ dùng đũa mình quấy. Mình nếm thử rất là vừa các bạn. Mình bây giờ mình cho phần tỏi băm và ớt băm vào nhé. Và nhìn rất là đẹp mắt phải không các bạn? Ở bước cuối này mình phải đổ phần tỏi và phần ớt lên trên bề mặt của nước mắm. Các bạn lưu ý là không lên đảo nữa nha. Nếu mình đảo nữa thì phần tỏi và phần ớt sẽ bị lắng xuống dưới và nhìn nó sẽ kém hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì hãy đăng ký, chia sẻ hoặc like cho mình nhé. Ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.